Kênh Giải Trí Tổng Hợp xin chào quý cô chú anh chị các bạn. Hôm nay kênh review nguyên cái diện tích và cái mô hình trồng đậu bún quý cô chú anh chị các bạn. Khu vực này người ta chủ yếu tập trung trồng đậu bún. Quý cô chú anh chị các bạn thì đã biết cái đậu bún rồi. Thì ở nhà dân chúng ta ai ai cũng đều ăn đậu bún. Đậu bún chúng ta kho hoặc chúng ta xào hoặc là chúng ta làm những cái món ăn khác. Thì cây đậu bún quý cô chú anh chị các bạn biết là nó rất là bổ dưỡng cho sức khỏe. Thì cây đậu bản thân nó lúc nào cũng tốt cho sức khỏe hết. Đây, trái đậu nó rất là dài quý cô chú anh chị các bạn. Cái này nó còn gần cả nửa mét. Nửa mét luôn á, tại mình đo nó đây nè, mà nó còn nữa nè, mà nó còn dài nữa. Đây là đậu bún nha, đây là mô hình trồng đậu bún. Thì người ta trồng theo cái kiểu hình chớp, người ta bắt vàng người ta trồng chớp. Thì hai bên thì nó bồi đất lại bồi đất lại. Thì cây đậu bún này thì chúng ta mua hộp về, chúng ta muốn trồng nó chúng ta mua hộp về ngâm 12 tiếng đồng hồ. Thì cây đậu nó rất là dễ ra mọng, nó lẹ lắm, tại bản thân là cái vỏ nó mỏng cho nên nó sẽ lẹ hơn. Sau khi chúng ta ngâm 12 tiếng đồng hồ rồi chúng ta ra chúng ta ủ nó lên mọng, hoặc là chúng ta ngâm xong chúng ta rải ở ngoài chỗ phân hay gì đó quý cô chú anh chị các bạn, cho nó hơi lên mọng chút xíu rồi đầu chúng ta đem ra chúng ta trồng. Thì quy trình trồng thì quý cô chú chị các bạn, thì cây cách cây nó khoảng chừng 4 tấc lỗ á, lỗ cách lỗ 4 tấc. Nó là bản thân nó trồng là sử dụng là phân sơ dừa với tro trấu. Đó, chúng ta sẽ lấy cái đồ chúng ta đục cái lỗ. Bây giờ người dân người ta có cái ống người ta xuyên lỗ xuống cái là nó ra. Thì sau khi trồng khoảng chừng 5-10 ngày ở đầu nó năm mươi ngày xong rồi nó sẽ phát triển rất là lẹ, nó ra lá và nó bò mới đầu nó bò chỉ một dây thôi, sau đó nó mới bò thêm ra tược, nó bò thêm nhiều dây nữa. Thì bản thân đậu bún này á, nó là nó thích nhất là nó hỏng, nó nhát nhất là phân ure nha quý cô chú anh chị các bạn. Nó thích nhất là phân hợp chất thôi, hợp chất. Nhưng mà ở đây thường thường trọng độ này ta hay tưới kali để cho nó nặng ký hơn. Đậu này giờ trồng ta trồng nay là được 1,5 tháng rồi quý cô chú anh chị các bạn, là hái này hôm nay rồi. Hiện tại giá đậu là 15.000 ký. Tính là đậu 1 ký nó không có bao nhiêu trái quý cô chú anh chị các bạn, nó hơi lọn nhỏ nhỏ, tại bản thân nó dài á, trái nó rất là bự. Đây nè, quý cô chú anh chị các bạn coi dây đậu nữa nè. Trái rất là dài. Đậu này còn khoảng 5 ngày nữa mới có hái được. Còn đây là cái búp nó. Cái búp nó ra có thể là 2 trái, 3 trái, 4 trái luôn quý cô chú anh chị các bạn. Cái búp của nó. Thì cái cây đậu này là nó không có bệnh gì nhiều nha, nhưng mà là bản thân nó có sâu. Sâu nó là không sâu không phải là sâu ăn lá quý cô chú anh chị các bạn, mà sâu là nó đục trái. Nó rất là thích đục trái. Đó, coi cho cái mô hình cho quý cô chú chị các bạn xem á. Ở đây ta trồng đậu bún không nè quý cô chú chị các bạn coi nè. Cái clip này là clip cách clip với nhau là đúng 1 mét luôn, người ta cũng dùng gốc hai bên và ta trồng, và cây cách cây là 4 tấc. Thì cái chú này mình hỏi là chú nói khoảng chừng 3 ngày chú hái một lần. Tại cái đậu này chúng ta không để già được, già nó sẽ cứng. Nó cứng rồi lúc đó mình bán không được. Mà trái đậu nó phải là non mới được. Cho nên chúng ta trồng đậu này là
một tuần chúng ta sẽ phun thuốc từ sâu, đặc biệt chúng ta phun thuốc regen đó quý cô chú anh chị bạn. Cái regen là trị sâu phổ biến nhất cho nên là bà con nông dân ai cũng áp dụng, chứ ít có xịt thuốc khác. Ví dụ cây ăn trái hay cây có muối đồ là chúng ta xịt cái hợp chất nhiều hơn, nhiều cái loại với nhau. Còn đậu này chủ yếu là nó bị sâu đục trái là chính. Thời điểm trước thì bà con cũng có bị vô một đợt là bị riệp cám quý cô chú các bạn. Khi mà riệp cám á với rầy nó bám thì cái dây đậu nó sẽ héo lại, lá nó co lại. Nó khó trị, nhưng mà thời gian này thì người ta không 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 có bị nữa. Lúc trước là người ta phải xịt gì thuốc gì amitatop hay gì á. Amitatop là cái hợp chất nó bổ sung nhiều nhiều cái công dụng khi mà trừ sâu bệnh. Thì đậu này quý cô chú chị các bạn, một công mà hái một ngày người ta hái một công có tới mấy trăm ký luôn quý cô chú chị các bạn, nó rất là nhiều. Và sau khi hái xong là bạn hàng lấy hết, tại đậu lúc này gần thời điểm vô mùa đông nè, không biết sao mà ta nói lúc này là đậu nó mắc mà lại không có đậu nữa. Chắc mình nghĩ là do cái thời điểm là giao thời giữa là nước lũ quá, nước lũ ở miền Tây cho nên ta ít trồng á, cho nên đậu bún nó lúc nào nó ở thời điểm này nó giá cũng mắc. Như những cái nụ này là ta đã hái rồi nè quý cô chú anh chị các bạn, ta hái xong nó sẽ ra nụ khác. Thì cây đậu này nó quý cô chú anh chị các bạn mà muốn nó trái lâu thì có thể nó trồng ta 4 tháng luôn á. Chúng ta cứ bồi bổ phân trong gốc nó, giữ ẩm cho nó thì nó sẽ cho ra trái năng suất nhiều và nó lâu có tàn lắm. Khi cái đậu này mà nó không còn sức nữa thì lúc đó nó mới tàn, còn mà nó vẫn còn sức để nó có bò được là nó sẽ phát triển. Cho nên trồng đậu bún thấy bà con nông dân ở đây ta nói nó rất là dễ trồng, mà thời gian chăm sóc nó cũng khỏe nữa, nó không có những cực như những cái loại cây khác. Trái nó ngon nó ghê không quý cô chú anh chị các bạn. Cái đậu này nè, có nhiều người xong người ta lấy dây nè quý cô chú anh chị các bạn, ta lấy dây xong rồi người ta phơi khô quá, ta phơi khô xong rồi người ta dự trữ để cho bò ăn cũng được. Nghĩa là cái dây đậu nó rất là phổ biến, ví dụ mà những như bò trâu đâu nó cũng phái cái dây đậu nữa. Mình nghĩ là cái dây đậu này nó hơi chắc bùi bùi á, cho nên những con trâu đồ bò nó thích. Cái dây đậu này thì thường thường là nó bò thoải mái luôn, nó bò càng bò nhiều thì trái nó càng nhiều, năng suất nó càng cao. Đặc biệt là cái đậu này chúng ta không được bỏ khô nó nha, chúng ta phải giữ ẩm liên tục. Cho nên bà con nông dân ta mới lên cái clip nha quý cô chú anh chị bạn, cái clip chừng ngang khoảng chừng 3 tấc đến 4 tấc à. Rồi bỏ nó ở giữa, và ở giữa mỗi cái có cách đường mương. Sau khi mà hái bên đường trống thì người ta lội trong đây ta hái luôn, nó lòng thòng nè quý cô chú anh chị các bạn. Nhìn thấy trái đẹp không, nó lủng thủng đúng không á. Đậu hái này chúng ta hái bằng tay thôi chứ không có khó khăn gì hết á. Nghĩa là dây đậu này nó mới cho trái ra thì kỳ đầu à, hái mới được mấy lần à. Cho nên nó còn hái lâu lắm, ăn có thể còn mấy tháng nữa. Ở đây thì ta trồng đậu ta lúc nào ta cũng thiếu phân để cho cây đậu nó phát triển. Cho nên quý cô chú chị các bạn coi ở trên múc ở trên nè, nhìn nó tốt vậy thì nó cho trái ghê lắm. Cái trái bản thân lúc nhỏ thì nó lòng thòng ở trên, chứ mà khi nó nặng rồi nó sẽ thòng trực tiếp xuống, mình dễ hái lắm. Tại vì bà con mới nói là trồng đậu là nó cứ có tiền hoài, tại vì ngày nào cũng hái, xin lỗi 2-3 ngày mới hái, mà hái là có tiền. Và chỉ lâu lâu cứ tuần ở đầu mới tưới phân lần đó, đầu là hái hoài. Thấy cái mô hình này thấy mắc ham luôn quý cô chú anh chị các bạn. Các bạn nào mà ở nhà mà chúng ta muốn trồng đậu này thì chúng ta mua đậu bún chúng ta về trồng, bảo đảm các bạn trồng chừng 10 giây thôi là ở nhà là ăn không bao giờ hết. Tại vì đậu thì chúng ta ăn hoài nó cũng ngán đó, mà thị trường rất là chuộng đậu bún là ta thích nhất. Trái nó như con rắn luôn ha quý cô chú anh chị các bạn, nó cong 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 rồi nè,
Cái này mà luộc chấm nước tương hay chấm chao ăn rất là ngon. Bông ở đầu nó ra nó là lũ khủ nè. Cứ ra bông là có trái, ra bông rồi có trái. Nhìn mô hình rất là ham. Cũng khuyến khích quý cô chú và các bạn với bà con nghiên cứu để trồng đậu nha. Hôm nay review cái vườn đậu này cho quý cô chú và các bạn xem. Cái cách mà người dân ở quê ta trồng á và cách chăm sóc bón phân với giá cả thị trường hiện tại. Rồi, video đây kết thúc. Kênh Giải Trí Tổng Hợp xin cảm ơn quý cô chú và các bạn đã theo dõi. Xin trân trọng kính chào.